Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh Toàn Cảnh 24 giờ. Chúng tôi luôn cập nhật vấn đề mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây là phần tin chi tiết. Siêu bão đầu tiên của mùa bão năm nay, bão Berin đã mạnh lên thành bão cấp 5, mức bão cao nhất và trở thành cơn bão cuồng phong sớm nhất ở Đại Tây Dương trong hàng chục năm qua. Nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ tại châu Mỹ đang cấp tốc ứng phó với siêu bão đến sớm này. Bão Berin đang phá vỡ nhiều kỷ lục buồn khi tàn phá vùng biển Caribe bão Berin đổ bộ vào đảo Kariaku và mang thêm mưa lớn, gió mạnh và nước dâng cao đe dọa tính mạng người dân đến quần đảo Windward, bao gồm Grenada, Saint Vincent và Martinique trước khi di chuyển về phía Tây. Trong một cuộc họp báo, Thủ tướng Grenada Dickson Michel cho biết cơn bão Berin đã san phẳng hòn đảo Kariaku trong nửa giờ. Đường phố từ đảo xanh Lucia về phía nam đến Grenada rải rác dây dép, cây cối, đường dây điện bị đổ và các mảnh vỡ bị gió thổi bay với tốc độ kinh hoàng lên tới 240 km h Theo CNN, số người thiệt mạng vì bão Berin tới nay đã lên đến ít nhất 7 người, trong đó có 3 người thiệt mạng ở Venezuela khi bão Berin chỉ đi qua gần bờ biển của nước này. Vẫn còn 4 người ở Venezuela đang mất tích và 8.000 ngôi nhà đã bị ảnh hưởng, trong đó 400 ngôi nhà hoàn toàn hư hại. Ngoài ra, có ít nhất một người thiệt mạng ở Saint Vincent và Grenadine. Ít nhất ba người thiệt mạng ở Grenada đều là các đảo quốc ở vùng Caribe. Ông Rob Gonzales cho biết bão Berin đã để lại sự tàn phá, đau đớn, đau khổ to lớn trên khắp đất nước của chúng ta. Đảo Union, ngay phía bắc Grenada đã bị tàn phá, với các báo cáo cho thấy 90% ngôi nhà đã bị hư hại hoặc phá hủy nghiêm trọng. Cơn bão cũng gây mất điện trên khắp quần đảo Windward khoảng 95% diện tích đảo Grenada bị mất điện do bão Berin. Trước đó, cảnh báo bão đã được ban bố đối với Barbados, Saint Lucia, Saint Vincent, Grenadine, Grenada, Tobago, Martinique, Trinidad, Cộng hòa Dominica và Haiti. Tobago đã ban bố tình trạng khẩn cấp, mở các khu vực trú ẩn, đóng cửa trường học và hủy các ca phẫu thuật không cấp bách. Trong khi đó, Venezuela đình chỉ tất cả các chuyến tàu khởi hành tại các cảng ở miền Trung và miền Đông nước này đến hết ngày 2 tháng 7. Mặc dù theo dự báo thời tiết, bão Berin sẽ không đổ bộ trực tiếp vào lãnh thổ Venezuela, song Tổng thống Nicolas Maduro vẫn ra lệnh kích hoạt hệ thống quản lý rủi ro quốc gia để ngăn chặn và ứng phó với mọi sự cố thiên tài. Cộng đồng Caribe, CARICOM cũng tuyên bố hoãn hội nghị thượng đỉnh thường niên để tập trung chuẩn bị ứng phó với siêu bão. Hiện, Bão Berin đã giảm cường độ từ bão cấp 5 xuống thành bão cấp 4, vẫn là bão rất mạnh, sức gió 240 km/h tiến về phía Jamaica. Bão Berin là cơn bão kỳ lạ về tất cả các phương diện, xuất hiện sớm, tăng cường độ nhanh và cũng hiếm có ở khu vực này. Theo CBS, cơn bão mạnh nhất đổ bộ ở vùng Đông Nam Caribe là bão Ivan từ 20 năm trước, khiến hàng chục người ở Grenada thiệt mạng. Theo quan sát của các chuyên gia, sức mạnh của cơn bão Berin rất đáng kinh ngạc. Berlin mạnh lên từ một áp thấp nhiệt đới thành một cơn bão lớn chỉ trong vòng 42 giờ. Sự mạnh lên nhanh chóng của cơn bão là do nước ấm lên trên bề mặt đại dương, đóng vai trò như nhiên liệu cho các cơn bão đang phát triển. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng, mặc dù biến đổi khí hậu không nhất thiết làm tăng tổng số cơn bão mỗi năm, nhưng nhiệt độ đại dương ấm hơn sẽ làm tăng sức mạnh của những cơn bão hình thành. Nhiều khu vực thuộc tỉnh Hồ Nam miền Trung Trung Quốc, hiện đang phải nâng mức ứng phó lũ lụt lên cao nhất khi chính quyền và người dân vật lộn với mưa lũ kỷ lục. Chính quyền huyện Bình Giang ở thành phố Nhạc Dương, tỉnh Hồ Nam cho biết, đến trưa hôm mùng 2 tháng 7, mực nước sông Mịch La trẻ qua huyện và đổ vào sông Dương Tử đã đạt mức 77,7 m, mức cao nhất được ghi nhận kể từ năm 1954 và vượt mức báo động hơn 7 m. Theo Channel Daily, huyện Bình Giang, nơi sinh sống của 1,15 triệu người, Ghi nhận tổng lượng mưa là 759,6mm kể từ hôm 18 tháng 6 Mức cao nhất kể từ khi bắt đầu ghi chép dữ liệu khí tượng vào năm 1961 Một phần ba thị trấn cổ Bình Giang và một nửa thị trấn mới đang chìm trong nước Tờ Hồ Nam Nhật Báo đưa tin nước lũ ở một số khu vực được cho là cao tới 3m Chính quyền địa phương phải tuyên bố tình trạng khẩn cấp thời chiến Cử 166 độ cứu hộ chuyên nghiệp với hơn 15.500 nhân viên Và 1.695 thiết bị tới hỗ trợ cứu hộ đồng thời di rời 15.539 người. Dự báo mưa lớn tiếp tục đổ xuống huyện này cho đến hết hôm nay, mùng 3 tháng 7, với lượng mưa từ 80 đến 120 mm. Tân Hoa xã dẫn nguồn tin từ cơ quan dự báo thời tiết cho biết, mực nước có thể vượt mức kỷ lục từ ghi nhận trước đó. Theo CCTV, tại huyện Mịch La ở hạ lưu sông Mịch La cũng thuộc thành phố Nhạc Dương, ít nhất 2 người dân được báo cáo là mất tích sau trận lở đất hôm mùng 1 tháng 7 một con đê bị vỡ ở hai đoạn dọc theo thượng nguồn sông Mịch La tại Bình Giang, gây ngập lụt nhiều vùng rộng lớn của huyện, trong khi các hồ chứa nước cũng tràn bờ. Các con sông lớn của Trung Quốc đã đạt mức báo động ở hơn chục nơi kể từ khi mùa lũ bắt đầu vào tháng trước. Theo Bộ Tài nguyên nước, lũ lụt lớn dự kiến sẽ xảy ra trên khắp Trung Quốc trong những tuần tới, bao gồm sông Hoài và lưu vực sông Hoài, Trung và Hạ lưu sông Dương Tử và sông Hoàng Hà, những con sông trải dài từ phía tây sang đông cũng như sông Tùng Hoa và sông Liêu ở phía đông bắc nước này. kể từ đầu mùa lũ đến nay, hơn 10 trận lũ lớn được đánh số đã xảy ra trên các con sông ở Trung Quốc. Lượng mưa tích lũy của hơn 80 trạm khí tượng quốc gia ở các tỉnh Hồ Nam, Chiết Giang và Quý Châu phá kỷ lục cao nhất cùng thời kỳ trong lịch sử. Chuyên gia của Bộ Thủy lợi Trung Quốc đánh giá, so với các năm trước, lũ năm nay đến sớm và mạnh hơn. Bà Hồ Chí Đan, quan chức trung tâm thông tin Bộ Thủy lợi Trung Quốc, cho biết, Dự kiến, lũ lụt lớn có thể xảy ra vào tháng 7 ở Trung và Hạ Lưu sông Dương Tử, Trung và Hạ Lưu sông Hoàng Hà, Hoài Hà, Nghi Hà, Thuật Hà, sông Trương Vệ thuộc lưu vực Hải Hà, sông Tử Nha, Tùng Hoa, Tùng Hoa 2 và Liêu Hà. Trong khi đó, Cục Khí tượng Trung Quốc dự báo từ ngày mùng 1 tới mùng 3 tháng 7, một số khu vực ở An Huy, Hồ Bắc, Giang Tây, Hồ Nam, Quảng Tây, Quý Châu có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, ngập úng đô thị và lũ lụt ở các con sông vừa và nhỏ. Theo Bộ Thủy lợi Trung Quốc, kể từ đầu mùa lũ đến cuối tháng 6, tổng cộng 11 trận lũ đã xảy ra tại các con sông lớn trên cả nước này, 571 con sông thuộc 21 tỉnh như Quảng Đông, Quảng Tây, Giang Tây, Hồ Nam, Phúc Kiến và Hắc Long Giang đã hứng chịu lũ vượt mức cảnh báo. Bộ này cho biết Trung Quốc đã bước vào mùa lũ chính từ ngày đầu tháng 7. Phát biểu khi chủ trì cuộc họp về phòng chống lũ cùng ngày, Bộ trưởng Bộ Thủy lợi Trung Quốc Lý Quốc Anh đã yêu cầu các địa phương, ban ngành nước này thực hiện cho được mục tiêu không gây thương vong về người, hồ chứa không bị sập, đề kè quan trọng không bị vỡ, cơ sở hạ tầng quan trọng không bị ảnh hưởng. Thực hiện đầy đủ các cơ chế công tác trong mùa lũ chính, nắm chắc tình hình, tăng cường công tác giám sát, dự báo và cảnh báo sớm cơn ác mộng mang tên biến đổi khí hậu đang tiếp tục phủ bóng đen tại hai khu vực trên thế giới là caribe và châu âu với những hệ quả nghiêm trọng của mưa lũ tổ chức khí tượng thế giới hôm qua cảnh báo biến đổi khí hậu sẽ còn làm tăng các cơn bão hủy diệt trong thời gian tới nhiều nước châu âu như italia thụy sĩ và pháp đang phải hứng chịu những trận mưa lớn gây ngập lụt và lở đất nghiêm trọng khiến nhiều người thương vong tính đến nay có khoảng chục người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương do thiên tai tại các nước này mưa lũ còn khiến mạng lưới điện hư hỏng, gây vỡ đập và thiệt hại đáng kể cho các khu đô thị xung quanh, cũng như làm cản trở quá trình cứu hộ, đặc biệt tại các thung lũng nằm sâu trong núi. Trong khi đó, khu vực Caribe đang đối mặt với một cơn bão mang tên Berin đang tiếp tục mạnh lên, đe dọa tàn phá các cộng đồng với lũ lụt, nước dâng và gió lốc có khả năng gây chết người. Cảnh báo bão đã được ban bố đối với các quốc đảo Barbados, Saint Lucia, Saint Vincent and Grenadines, Grenada Tobago, Trinidad, Cộng hòa Dominica và Haiti. Tại khu vực Đông Caribe, phần lớn các cơ sở kinh doanh đã đóng cửa, người dân tích trữ thực phẩm và đồ xăng trong phương tiện đi lại khi cơn bão đang đến gần. Do tính chất nghiêm trọng của cơn bão, hôm qua, các nhà lãnh đạo của cộng đồng Caribe đã nhất trí hoãn hội nghị thượng đỉnh thường niên lần thứ 47, dự kiến được tổ chức từ ngày mùng 3 đến ngày mùng 5 tháng 7 tại Grenada để tập trung chuẩn bị ứng phó với cơn bão. Trong những năm gần đây, Cụm từ biến đổi khí hậu đã không còn xa lạ với hàng loạt hiện tượng thời tiết cực đoan như nắng nóng nghiêm trọng, sốc nhiệt và bão lũ tại nhiều nước và khu vực trên thế giới. Trong một báo cáo công bố ngày 1 tháng 7, Tổ chức Khí tượng Thế giới đã nhấn mạnh rằng biến đổi khí hậu không chỉ liên quan đến khả năng xuất hiện các cơn bão lớn ngày càng tăng, mà còn liên quan đến sự gia tăng trực tiếp sức mạnh hủy diệt của chúng. Theo Tổ chức Khí tượng Thế giới, kiểm soát các hành động gây biến đổi khí hậu của con người có vai trò không nhỏ trong việc kiềm chế sự nghiêm trọng của biến đổi khí hậu theo các chuyên gia các hiện tượng thời tiết cực đoan do biến đổi khí hậu đang trở thành mối đe dọa ngày càng lớn đối với nền kinh tế toàn cầu đặc biệt là các nước đang phát triển vốn dễ bị tổn thương hơn trước thảm họa thiên tai